giáo, các vụ học sinh của các phe, các sư huynh đình La San họp nhau để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các thầy. Và cho nên trong lễ này chúng ta cầu nguyện cho các thầy đã qua đời, xin Chúa thương sớm đưa các thầy. Có nhiều thầy đã ra đi, nhưng sư huynh đã cho chúng tôi một cái danh sách